À, chúng ta mỗi ngày đem câu Phật hiệu này áp dụng trong cuộc sống của mình, thấy hay thì trong công việc, đối nhân xử thế, trong mỗi lúc mỗi nơi chúng ta niệm Phật. Như những đức bây giờ có thời gian tu tập giống như cái đầu kéo, quý vị thấy quý vị tinh tấn hơn lúc trước nhiều, đúng không? Tu tập nhiều thời gian, bây giờ mình mới thấy rằng là mình có cơ hội giảng sanh cao đó quý vị, và tránh bớt những nơi thị phi. Không? À, năm xưa Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài đến một cái nơi, ngài giảng kinh thuyết pháp, ngài lúc giảng thì thôi, mà lúc không có giảng thì cái nơi đó họ hơn thua đấu đá với nhau. Thì về trình với thầy Lý Bỉnh Nam, cái nơi đó hơn thua đấu đá với nhau, giờ con phải làm sao? Thầy Lý Bỉnh Nam nói rằng ông đừng nên giảng nữa, trở về nhà, không nên ở những nơi như vậy. Nên chúng ta mục tiêu của mình niệm Phật là để đời này mình về thế giới cực lạc, nên những cái nơi thị phi tránh bớt đi, thật sự tránh bớt những nơi thị phi và những nơi mà bàn cãi về đúng sai. Tại vì mình tin nhân quả, người ta không tin nhân quả. Mình theo cái chiều hướng về thế giới cực lạc, còn người ta theo cái chiều hướng của thế gian, phân trần ra đúng sai. Việc nào cũng tốt hết, nhưng mỗi một phương hướng chúng ta chọn lựa. Cũng như chúng ta thì hướng về thế giới cực lạc, đã là thật sự hướng về thế giới cực lạc thì tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Mình đã tin sâu nhân quả rồi thì bất cứ một việc gì đến với mình đều phải tin nhân quả. Tin mình đã gieo nhân thì bây giờ mình gặp quả thôi. Nên mục tiêu mình nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ vì thấy rằng là trong khoảng thời gian này là nhiều người quý vị đã tăng tốc thời gian tu lên rất nhiều, mà an lạc rõ ràng quý vị. Chính bản thân những đức nè, nó mười mấy năm gặp pháp môn Tịnh Độ mà khoảng 2 tháng nay những đức mới cảm giác được niệm Phật an lạc. Tại vì hoàn toàn như đức dành hết thời gian niệm Phật luôn, mà không có ngán nha quý vị. Càng tu càng an lạc. Vì sao? Vì mình nghĩ tương lai Phật A Di Đà rước mình về Tây Phương Cực Lạc. Cứ nghĩ như vậy tự nhiên bản thân mình cố gắng à. Cho những đức nói cho quý vị nghe chứ, một đêm mà ngủ chừng 2 tiếng đồng hồ cũng căng á, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Ít chứ vô giỡn đâu. Nhưng mà cái phương pháp tu công nhận hay, khi tu xong một thời nó rất tỉnh táo quý vị. Quý vị sao những đứa không biết, riêng những bản thân những đứa rất là tỉnh táo luôn á, rất là thoải mái à. Nên những đức bữa đó nói rằng là suốt 3 ngày 14, 15, 16 là bữa nay thứ sáu rồi, mai thứ bảy luôn rồi, vô 3 ngày liên tục là tu ngày tu đêm luôn. Thì ai theo được thì theo, không được thì thôi. Nếu mà theo không nổi, mà sáng mà đi làm đồ mà bị trở ngại đừng đổ thừa nghe. Nó liệu cơm gấp đồng hũ. Mình với khả năng mình thôi quý vị. Mình cũng luyện năng lực mình thử như thế nào. Thêm cái những đức nói rằng là cái rầm lần này là cũng là cái rầm lớn, nên chúng ta cũng mong mình nhiệt liệt hết mình dụng công mình tu, mình cầu siêu cho ông bà tổ tiên của mình. Có những người bây giờ cũng đang còn ở trong tam đồ ác đạo, cầu nguyện cho họ, được siêu thoát. Nên khi nghĩ đến vậy tự nhiên cái tâm lực mình nó phát lên mạnh như lắm mấy vị nhé.
tự nhiên mình tu tập nó an lạc dữ lắm luôn á. Nên mình làm cái gì mà mình có mục tiêu rồi, con người mình nó phấn đấu nỗ lực. Những đức lúc trước thì ở trong ngôi Tam Bảo làm việc suốt, tự nhiên là đùng cái bước ra ngoài cái tự nhiên vô thời khóa tu ngày năm sáu thời tu điều rang. Bản thân những đức có khi nghĩ ủa mình không dám suy nghĩ, tự nhiên đùng cái tự nhiên mình nhào ra mình tu năm sáu thời luôn vậy đó. Thì ra là khả năng con người mình không có gì mình không làm được, chỉ có cái là bản thân mình có tâm quyết hay không thôi quý vị. Chỉ cần mình có tâm quyết mình làm là nhất định mình sẽ làm được. Với thêm cái là những đức cũng rất cảm ơn quý vị vì nó hỗ trợ những đức rất là lớn, tại vì mỗi lần tu rất là đông nên bản thân những đức phải có động lực đầu kéo, mà không lẽ đầu kéo ngủ gà ngủ gật vậy thôi chịu thua. Nên từ nơi đó mà những đức rất cảm ơn quý vị là vì giúp cho những đức có một động lực rất mãnh liệt để mình tu tập. Giống như người ta động viên mình về bản thân mình phải cố gắng, nghĩa là người ta động viên mình thì bản thân mình cố gắng à. Nên giống như bây giờ đời này mình phải về thế giới cực lạc mình mới trả ơn cho người ta được. Quý vị nhớ kỹ nha, chỉ có về thế giới cực lạc mới trả ơn được nha quý vị. Nên đời này của mình cảm ơn Tam Bảo, chỉ có niệm Phật về cực lạc mới trả ơn được. Nên hành Phổ Hiền Bồ Tát dạy rằng y giáo tu hành cúng dường, không có cúng dường gì bằng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là cúng dường thù thắng nhất. Mà quý vị bây giờ ngồi để ý nghe, phải rõ ràng bây giờ nhiều người quý vị ở nhà vì tu tu được tu một mình hoặc tu gia đình, quý vị để ý phải rõ ràng là quý vị thấy bây giờ quý vị tu quý vị tích chữ được nhà tu giữ được duyên phước của mình, thì để ý rõ ràng luôn tu giữ được duyên phước của mình. Nên mỗi người mình ngồi mình để ý, mình suy nghĩ kỹ đi, thì tự nhiên quý vị thấy quý vị sẽ thích liền. Có một cô cô gặp như thế, cô nói trong khoảng thời gian 2 tháng nay cô ở nhà cô niệm Phật, cô lễ Phật. Lúc trước tới bây giờ cô ở nhà cô ít bao giờ dụng công tu, gia đình của cô, con cô trở ngại cô rất lớn luôn. Trong khoảng thời gian này cô ở nhà cô niệm Phật lễ Phật không thì lạ thay bây giờ chuyển hóa được gia đình luôn. Khi những đức nghe cô nói câu này cái nghe vị, tự nhiên trong lòng những đức phải ngồi suy nghĩ, ô thì ra có nghĩa là mình đi nhiều quá, họ thì đi làm mình thì đi tu, họ không thấy mình tu, nó không cảm hóa được họ. Còn khi mình ở nhà mình lễ Phật, mình niệm Phật, mình lễ Phật, thì bản thân của họ có khi mà họ nhìn mình lễ Phật, niệm Phật, lễ Phật, họ nhìn thấy. Họ nhìn thấy rồi bản thân của họ thấy cái việc này không đơn giản. Họ nhìn thấy họ mới thấy cái này không đơn giản quý vị. Thí dụ như bây giờ như Đức nói quý vị nghe chứ. Thí dụ như mình ở đâu đó mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 500 lại, họ không thấy. Chứ nếu như mình lễ ở nhà mà họ mà để ý họ thấy, họ thấy cái việc này làm không đơn giản. Họ vô họ lại chừng mấy chục lại thôi là họ thở hào hển. Nhưng mà mình lễ 500 lại nên nó đột phá vào tâm họ thấy cái chuyện này những con người này làm không đơn giản. Rồi nó cảm hóa quý vị. Thêm cái nữa là gì? Quý vị phải nhớ rằng mình dẫn người trong gia đình mình đi tu nó đã là khó, như vậy thì chư hương linh trong nhà mình họ cũng chưa chắc chịu đi. Cái tình chất của họ nó kinh lắm, nó không chịu đi. Nhưng mà cuối cùng ngay cái gia đình mình tu thì cái người trong gia đình mình nhìn thấy, và chư hướng linh trong nhà mình cũng thấy luôn, bắt buộc họ phải nghe và thấy. Nên cái sự cảm hóa của một gia đình lớn, thật sự như Đức ngồi như Đức suy nghĩ, thì ra là cái móc khóa ngay cái chỗ là mình tu trước mặt họ, họ không tu nhưng họ nhìn thấy. Họ nhìn thấy mình một ngày mình lễ Phật quá trời lễ luôn. Mà quý vị phải nhớ kỹ nghe, cái lễ Phật này là lễ chúng sanh đó quý vị. Quý vị coi không lẽ Đức Phật đi bắt mình lễ ngài làm gì? Thật sự một chúng sanh như những đức này,
mà còn không dám, mà khi mà lúc còn làm tỳ kheo mà người ta lễ lại mình không dám. Bản thân mình cũng không mong cầu điều đó làm gì. Chư Phật mà các ngài đâu có quan trọng chứ, mình lễ cái ngài làm gì? Thì ra là mình lễ Phật là mình lễ cái tâm mê hoặc điên đảo của mình, tâm kiêu ngạo ngã mạn của mình rơi rụng xuống đó quý vị. Và lễ cái chúng sanh mình nè, cái chúng sanh mà tình chấp của mình á, rồi nó mới đột phá vào những chúng sanh gần gũi với mình. Có nghĩa là bản thân của mình tu tập, nhưng mình còn đặt vấn đề nè, tôi là người niệm Phật lễ Phật, tôi là người ăn chay nè, các vị là người không biết niệm Phật lễ Phật, các người không ăn chay nè, các người sẽ đi đọa địa ngục nè. Nên mình lễ cái tâm đó của mình mất luôn, mình lễ cái tâm đó của mình tiêu luôn, mình lễ cái tâm đó của mình là mình, bản thân mình chỉ lo mình cố gắng tu tập, còn mỗi người có công việc, bản thân mình không có đặt vấn đề như vậy nữa, thì tự nhiên chuyển hóa ta luôn. Có nghĩa là từ đó tới giờ mình tu tập, xin thưa quý vị là bản thân của chúng ta nhiều người bị cái bệnh là gì? Bản thân của mình nhiều người bị cái bệnh là mình tu làm sao để mình độ những người gia đình, người nhà của mình, nhưng mà mình quên mất tiêu là bản thân của mình còn một đống trình hình chưa giải quyết. Thật sự còn một đống trình hình chưa giải quyết, còn một đống nào là một đống thị phi, một đống hơn thua, một đống sân si, một đống đố kỵ của mình nè, của mình chưa giải quyết nè. Nên mỗi ngày mình âm thầm mình niệm Phật lễ Phật chân thật để cái đống trình hình của mình nó giảm bớt đi, thì tự nhiên nó mới chuyển hóa người ta. Nên trong nhà Phật có câu nói rằng trước chưa độ mình làm sao độ người. 15, 16 năm gặp pháp môn niệm Phật, cũng khuyên người ta niệm Phật, nhưng thật sự chưa cảm giác đối với cái chuyện niệm Phật. Vì sao? Vì nói mà không nhiệt liệt làm, không hành trì. Nhưng cũng may mắn nhiệt tình 15, 16 năm vẫn duy trì cái tâm muốn một câu Phật hiệu chân thật niệm, nên bây giờ mới vô tu được. Chứ nếu như mà cái tâm mà long nhong thì đố mà những đức bây giờ vô dụng công tu được. Không thể nào vô dụng công tu được đó quý vị à, rớt chắc luôn đó. Mà những đức mà không dụng công tu là chắc chắn quý vị cũng không có tu đâu. Giỏi lắm quý vị tu hai thờ gì đó, mà hai thờ có khi còn bữa này bữa nọ, giờ này giờ kia. Còn bây giờ vô cái thờ khóa điều rang luôn, những đức thấy công nhận hay thiệt đó. Thì ra giữa những đức với quý vị nhân viên cũng cực kỳ dày, dù cỡ nào cũng sắp xếp được, quý vị thấy không? Thì ra là con người mình không phải là không sắp xếp được, mà là do con người mình không quyết tâm quý vị ơi. Rồi mình lề mề mê ta, rồi mình để cho thời gian trôi qua thôi. Chứ nếu như mình quyết tâm là thời gian mình sắp được hết trơn. Mình tranh thủ mình làm việc gì rồi tới giờ mình vô mình tu. Rõ ràng luôn, mình là do giải đãi làm biến. Nên bản thân mình đổ thừa cho hoàn cảnh, nó thiệt luôn á. Nó còn khi mà đã tu an lạc rồi là cố gắng nỗ lực liền, nó không có làm biến nữa. Vì an lạc mà làm biến gì? Vì nghĩ tương lai Phật A Di Đà ngài xuống tiếp dẫn mình về cực lạc, tự nhiên cái tâm mình, con người mình nó hưng khởi cái tâm lên quý vị. Thêm cái nữa quý vị nhớ nha, đừng bao giờ nói một mình tu không có lực. Không phải đâu, quý vị vô cái room này quý vị tu rõ ràng quý thấy có lực mà. Tu mà cảm thấy bị ghiền, đây là 100%. Những đức nói niệm Phật lễ Phật nó không bao giờ bị bắt buộc được đâu quý vị à. Nếu mà tu mà không vô mà không ham tu là bỏ cuộc liền, tìm mọi cách bỏ cuộc liền không nói chứ. Nên cái niệm Phật lễ Phật này thật sự là phải an lạc thì mới đi lâu dài. Còn nếu như mà không an lạc, giỏi lắm vài lần thôi, rồi bị thấy chốn mất tiêu. Thí dụ như bây giờ đạo tràng nào tu đi, họ an lạc không có lợi họ tu hoài, họ mà không an lạc họ chốn mất tiêu, họ nghỉ tu. Mình gặp họ hỏi, ô cô ba lúc này sao không thấy lỡ tu cô? Nói nhà bận dữ lắm, đủ chuyện bận hết chứ, không có thời gian. Dịp nào đi em, dịp nào đi chị sắp xếp được chị lại chị tu, thấy chưa? Tại vì họ tu không vô, họ không an lạc. Chứ nếu mà họ tu, họ an lạc, họ hiểu được cái nguyên lý niệm Phật là lợi ích, 100% họ sắp xếp họ tu liền, không bỏ cuộc đâu. Cỡ nào cũng sắp xếp họ tu chứ á. Quý vị coi 12 giờ khuya là khó nhất mà người ta còn vô tu, hơn 1.000 người là duyên người ta hưởng được sự an lạc. Thì mình nói cái nguyên lý lợi ích quý vị, mà thật sự lợi ích, thật sự lợi ích.
cái lợi ích này bản thân mình hiểu, mình biết quý vị. Đặc biệt lắm đó, không phải giỡn đâu nghe. Chứ những đức mà nói tu không an lạc, dạy gì 12 giờ khuya thức chi cho nó mệt. 12 giờ khuya đâu đơn giản. 12 giờ khuya thức thì từ cái giờ tu mà tới 10 giờ cho tới 11 giờ 30 đồ này kia thì không có ngủ. Rồi từ còn 10 phút nữa 12 giờ vô tu, rồi nói chuyện luôn là cũng khoảng 1 giờ rưỡi, hơn 1 rưỡi. Rồi từ 1 giờ rưỡi đó nó đâu có ngủ đâu, thì nó kéo dài thời gian khoảng cỡ 2 giờ rưỡi. Và từ 2 giờ rưỡi mà cho tới 10 phút nữa 4 giờ thì coi thời gian bao nhiêu. Rồi giờ này tu xong nói chuyện đi ngủ gì nữa. Vì thấy chưa, 12 giờ khuya là nó cân bằng thời gian của mình, mà nó căng phân nửa đó cho quý vị biết đấy. Không có ngủ nghe gì mà tỉnh veo, quý vị thấy không? Quý vị thấy con mắt nghe đức chưa? Thấy chưa? Nó an lạc nó mới tu vậy chứ quý vị. Bây giờ những đức là đầu kéo. Những đức tu vị xác thực rõ ràng luôn. Những đức đưa lên 3 ngày tu liên tục luôn. Phải chi tu 3 ngày này mà những đức mỗi ngày lãnh lương quý vị. Mà 3 ngày được lãnh lương 3 ngày thì quý vị nói tại ông này ông lãnh lương nên ông ghét ông tu. Còn quý vị coi những đức tu quý vị, những đức có lãnh lương các bạn nào đâu. Thấy chưa? Mà tại sao những đức thích? Vì những đức biết tu lợi ích. Lợi ích cho mình, lợi ích cho chúng sanh. Nghĩ vậy đó. Tự nhiên bản thân mình thích tu rồi quý vị. Mà an lạc rõ ràng luôn. Quý vị biết nha, những đức tu hồi tối xong nói chuyện với quý vị. Xong là tới về phòng là 1:50. Thấy không? Là quý vị biết á, con người nó tỉnh veo, không ngủ nghe gì chứ. Tỉnh veo luôn. Nghĩa là con người nó tỉnh, đừng có nói nó thì ra mà nói, ô thì ra là thức 12 giờ tu không có khó. Khó ngay cái chỗ là bạn có quyết tâm hay không. Nhưng mà bạn phải chịu sự thử thách. Ban đầu nó cũng dập dùi bạn lắm á. Nhưng mà bạn phải vượt qua. Quý vị nhớ nghe quý vị, chúng ta leo núi cũng vậy nghe. Mình đã quyết tâm đi đến chót núi cao nhất thì quý vị trên đoạn đường leo nhất định quý vị sẽ gặp những tảng đá to cản đường á. Thì con người tu đã quyết tâm cầu sanh cực lạc là mình phải gặp sự trở ngại. Nên cục đá thiệt là to cản đường thì bản thân mình phải tìm cách làm sao để phải leo qua. Vì mục tiêu mình là đi đến chót núi cao nhất thì phải tìm cách, tìm phương tiện, tìm chỗ nào làm sao leo qua. Leo qua được rồi tiếp tục đi nữa. Đi một chút gần tới ngọn núi cao nhất thì sẽ có tảng đá bự hơn tảng đá hồi nãy. Cứ là mỗi lần gặp cục đá là sẽ gặp cục đá bự hơn cục đá trước. Cứ gặp việc lớn hơn là phải vượt qua. Cũng như con đường từ đây đi tới về thế giới cực lạc, mỗi lần thử thách chúng ta sẽ gặp thử thách lớn hơn. Mỗi lần gặp thử thách lớn hơn. Quý vị để ý đường tăng đi thỉnh kinh không? Mỗi lần ông gặp một cái nạn đầu tiên với cái nạn càng gì sao là nạn càng dữ. Dùng những cái nạn đầu tiên đi, Tôn Ngộ Không xẹt là xử lý xong. Nhưng những cái nạn sau này Tôn Ngộ Không không giải quyết được luôn, phải nhờ. Vì để ý phải không? Có nghĩa là con đường tu mình cũng vậy, gặp nạn càng ngày càng lớn hơn. Những đức để ý rõ ràng luôn. Những đức ngày xưa vừa phát tâm đi tu nghe quý vị, là mùng 6 2009 là những đức phát tâm đi tu. Là mùng 6 Tết đó, ăn Tết xong mùng 6 đi tu. Thì mùng 4 những đức té gãy tay. Đang chạy xe chạy ông đa rất chậm luôn, tự nhiên ngã ngang ạch gãy cái tay trái. Rồi xong ra đăng cái tay. Thấy không? Rồi xong đi về quyết định mùng 6 đi. Tối đó té cái ạch, lột móng chân cái. Lột ngón chân cái. Một cái tay bị gãy, một ngón chân bị lột. Gia đình kêu thôi từ từ hết đi, tay gãy, chân lột, đi cái gì? Nhà Đức nó quyết định đi. Biết không? Xong, quý vị biết rằng á, khi đi lên tới chùa rồi, tự nhiên đi chợt một cái lột thêm một ngón chân cái bên kia nữa, là hai ngón chân cái bị lột với thêm một cái tay bị gãy đăng cái tay lại. Vô lễ Phật cầu quẹt giống như si cầu que vậy. Quý vị biết tự nhiên cái cây nó đâm ngay trong cái phỉ chân lủng một lỗ, nó làm đọng suốt luôn,
đâm lũng một lỗ chút xíu mà làm độc suốt luôn vậy. Mỗi lần lên lễ vật là cứ chảy máu suốt luôn, nó không lành ngay cái khuỷu chân này nè. Mà cái môn lễ vật này cái chân mà lúc nào cũng bẹt ra gì nè, nên nó ngay chắn cái khuỷu chân nó không bao giờ lành. Mỗi lần lễ vật là chảy máu suốt luôn vậy đó. Lúc đó trong lòng những đức quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm nói rằng: bây giờ con phát tâm con đi tu, bây giờ dù trở ngại gì con phải cố gắng nhiệt liệt hết mình luôn. Quý vị biết rằng là qua một tháng sau, trong sự thử thách nó không đơn giản, mà gặp thời tiết nó lạnh buốt nữa, lúc đó tay gãy, móng chân lột, khủy chân bị làm độc. Vậy mà ngày nào những đứa cũng lễ Phật, tu 4 thời xong, còn buổi trưa với thời gian rảnh, những đứa còn lễ thêm 300 lại của một ngày. Mà lễ là chảy máu khủy chân. Một ngày 4 thời tu mà thời gian rất dài. Lúc đó chùa đó tu thời gian rất dài. Còn thời gian những đức rảnh chưa làm công quả gì thì những đức mỗi ngày lễ thêm 300 lại một ngày. Trong một tháng sau khuỷu chân cũng lành, hai cái móng chân hết đau, cái tay gãy bên đây cũng tương đối ổn định lên. Thì thấy không? Sự thử thách từng ngày từng giờ của mình, từng giờ từng ngày của mình, từng tháng từng năm của mình, càng ngày nó càng tăng thêm. Trong 5 năm những đức trong ngôi Tam Bảo tu, gặp một sự thử thách tưởng nó mình đi về đời luôn. Tại vì sao? 5 năm ở trên núi tu hành, khi đi đến nơi ngôi chùa khác, trong túi cũng có một cát bạc nữa chứ. Ngồi trên chiếc xe, quý vị biết, đi qua từng đoạn đường, trong lòng nghĩ mình thì mất mẹ sớm rồi, cuộc đời lang thang khổ đau. Bây giờ đi tu rồi, giờ 5 năm bây giờ đi xuống chùa khác, không biết chùa đó làm sao, trong túi không có tiền, chàng không biết cuộc đời đưa đẩy mình đi về đâu trời. Mình nói bụng thôi kệ, đưa đi đâu đi đó luôn, giờ còn cái mạng này quyết tâm luôn. Xuống chùa hộ pháp, trong túi không có các bạc. 5 năm quảng chúng xong, đi xuống khu chuyên tu là không còn một các bạc nào trong túi. Xuống khu chuyên tu tưởng nó ở với yên tu, hai tuần sau sắp xếp cho mình đi xuống chùa hộ pháp, trong túi không có một cắt nào. Đi, quý vị biết rằng là sự thử thách đó vẫn có phương hướng rằng là đi đến chùa. Trong thời gian 10 năm ở chùa tu tập, gặp bao nhiêu sự thử thách, thử thách không tưởng tượng được, thử thách nhiều lắm luôn. Đến lần này là sự thử thách cực kỳ lớn luôn, trong cuộc đời luôn. Có nghĩa là trở thành người bình thường luôn. Sự thử thách lớn như vậy đó, thử cái ông còn tu nữa hay không. Sự thử thách này kỳ này là quá lớn nè. Mà sự thử thách này kỳ này đúng rõ ràng, cuối cùng chỉ có một câu Phật hiệu giải quyết được vấn đề. Tiền không giải quyết được, danh không giải quyết được, người quý thương không giải quyết được, chỉ có câu Phật hiệu. Chỉ có câu Phật hiệu mới giải quyết được. Quý vị thấy không? Hạ thủ công phu quyết tâm luôn, mỗi ngày tu với vị luôn, tới đâu tới đi, ai thương ai ghét mặc kệ, bây giờ đã bước ra tới đây rồi, dù cho cỡ nào đi chăng nữa mình phải tu thôi. Cuối cùng niệm Phật lễ Phật, hình thành cái tâm lại luôn, quân bình cái tâm lại luôn quý vị. Tâm người háo hức lên luôn. Tự nhiên con người bây giờ tự nhiên nghĩ, à thì ra là câu Phật hiệu này, nếu chăng thật là tu, chăng thật là niệm, niệm Phật lễ Phật là một phương pháp giúp cho chúng ta vô ngại tự tại, nó không bị chướng ngại quý vị, mà có sự tự tại. Thì ra là cái tự tại trong nhà Phật dạy mình là cái gì quý vị biết không? Là trong nghịch cảnh nghịch duyên, mình vẫn không bao giờ lùi bước cái việc hướng đến giải thoát, không lùi bước luôn. Tự nhiên sẽ có sự tự tại của nội tâm, vì nghĩ rằng cuộc đời của người ai cũng sẽ chết một lần, sớm muộn cũng chết. Như vậy thì chúng ta tương lai được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh, có gì đâu mà chúng ta phải lo sợ. Tự nhiên rõ ràng từ một câu Phật hiệu, quý vị ơi, đúng là câu Phật hiệu đặc biệt quá. Tiền không giải quyết được, danh không giải quyết được, người thân thương không giải quyết được, chỉ có mình quyết tâm niệm Phật, chân thật tin Phật giải quyết được. Giải quyết của nội tâm, không phải hoàn cảnh bên ngoài. Bây giờ những đứa cũng đang ở nhà người ta mà, thì coi, nhưng mà được tự tại an lạc quý vị. Vậy quý vị thấy không, Phật rất thương mình, quý vị cứ tin Phật đi. Tự nhiên những đứa đi ra ngoài, những đứa vô ngay một căn nhà, cô thì ít con, con đứa con gái ở bên nước ngoài, cô thì lớn tuổi, nhà cô cũng nhiều nhà, nên những đứa đi đến ngay chỗ này, những đứa tu tập, những đứa như chủ nhà vậy đó quý vị.
Chứ nếu như nhà người ta mà vợ chồng con cháu chích chí chét, sao ở đây? Mình lỡ đây sao mình ở quý vị? Mỗi ngày mình tu tập, người ta không tu làm sao mình ở chung đây? Vì nghĩ đi, rõ ràng tin Phật, Phật sắp vô cùng tuyệt vời, Phật đưa mình đi đến một căn nhà, cô để căn nhà cho mình ở luôn, đầy đủ tiện nghi, đầy đủ hết chưa? Rồi lỡ ngay chỗ này ở, lại người ta mở ra một cái nơi bán rau, rau sạch sát bên. Kế cái chỗ như Đức ở, nó có một quán cơm chay, quy tắc có 15.000. Vì nghĩ kinh khủng không? Thành phố mà lạ chưa? Thành phố mà có vụ quán cơm chay 15.000 thôi, món nào cũng 15.000, mà bún phở bán rất là ngon, chỉ cần một tô thôi là đủ cho chàng một ngày niệm Phật. Không cần phải lo nghĩ luôn. Đúng là vì thế đặc biệt chưa? Phật A Di Đà và sắp xíu rồi để đúng là số 1 quý vị ơi. Thật sự luôn. Rồi nhà Đức đến một cái xóm, cái quý vị tin không? Ở thành phố mà một cái xóm rất lạ. Cái xóm nó chừng khoảng cỡ hơn 8 giờ thôi. Vì nhìn y gan thôn quê luôn, im điềm người ta trong nhà không. Không có ai mà chạy lang thang ngoài đường. Cái xóm im im ru luôn. Giống như cái xóm người ta đa phần làm việc trí thức không mọi vị. Người ta đều là im điềm, người ta không có bao giờ mà đi ra đường người ta ngồi hay người ta nhìn ngó chuyện của ai. Cũng không có bán hàng rong gì ngoài đường hết chứ. Không có người nào bán cái gì chứ. Nguyên đoạn đường nó như thế nào, nó bình lặng luôn. Khoảng cỡ buổi tối khoảng 8 giờ thôi là bình lặng im re. Quý vị nhìn một cái thành phố im điềm vậy, không có một cái tiếng người nói chuyện, la lối sùm gì, ăn nhậu vậy. Thấy lạ chứ? Đây là cái việc những Đức thấy đúng là lạ thiệt. Thấy tin Phật không? Phải tin Phật quý vị ơi. Phải tin Phật. Nên cả đời mình cứ tin Phật đi. Dù quý vị gặp sự trở ngại, bất cứ một sự chướng ngại trở ngại gì, hãy tin Phật đi. Rồi tự nhiên sự chướng ngại trở ngại để vượt qua, quý vị sẽ tăng sự tu hành lên, tăng công phu lên. Và tự nhiên quý vị thấy, ô thì ra là câu Phật hiệu này giúp chúng ta vô ngại tự tại, không có chướng ngại. Nếu như có chướng ngại là do ta, chứ không phải do hoàn cảnh bên ngoài. 100% chướng ngại là do mình, chưa phải thật sự cầu sanh cực lạc. Nên người tu hành đừng sợ chướng ngại, đừng sợ những cái nghịch cảnh nghịch duyên. Trong nghịch cảnh nghịch duyên mới tôi luyện ra chúng ta một con người thật sự có chí khí cầu sanh cực lạc. Nếu không gặp nghịch cảnh nghịch duyên, con người mình sẽ yếu nhất rồi quý vị. Chắc chắn quý vị luôn. Nên tất cả những người thật sự cầu sanh cực lạc nghe, dù người ta thương, người ta ghét, người ta bỏ rơi mình, cứ giết nó cho người ta làm đi. Quý vị khi một ngày nào thật sự quý vị sẽ cảm ơn người ta, vì chính nhờ người ta đã làm cho quý vị trở thành một con người cực kỳ mạnh mẽ, quyết đoán. Và quý vị vượt qua mọi khó khăn, thử thách luôn. Và quý vị tiến về thế giới cực lạc, thật sự vì cảm ơn họ. Nếu không có họ, quý vị sẽ không phải là người mạnh thật sự. Nên cuộc đời không có thiệt thòi nghe quý vị. Không có thiệt thòi đâu. Hãy tin nhân quả, hãy tin nguyện trì danh đi, hãy tin Phật A Di Đà đi, chắc chắn quý vị thành công. Đó là đây là những buổi chia sẻ rất đơn giản và rất tâm huyết nghe quý vị. Cố gắng niệm Phật để đời này chúng ta về thế giới cực lạc gặp nhau nhé. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc đi ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.